Bảng tuần hoàn hóa học tập 4. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cái bảng quan trọng nhất từ trước đến nay, đó là bản tuần hoàn các nguyên tố, một danh mục ngắn gọn dày đặc thông tin về tất cả các loại nguyên tử khác nhau trong vũ trụ. Hôm nay tôi muốn nói một chút về việc tạo ra cái bảng này. Rõ ràng đây là một trong những thành tựu quan trọng nhất của tư duy con người. Tuy nhiên, để bắt đầu Chúng ta hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng. Hãy tưởng tượng bạn đang ở Siberia và bạn là một cậu bé 13 tuổi. Còn cha bạn vốn là một giáo sư nhưng đã bị mù và vừa qua đời. Để lại gia đình hơn 10 anh chị em của bạn cơ cực. Mẹ của bạn để hỗ trợ gia đình đã mở lại một xưởng sản xuất thủy tinh bị bỏ hoang ở thị trấn nhỏ nơi bạn sống. Phần lớn là vì bà muốn kiếm đủ tiền để một ngày nào đó đưa bạn đến trường. Một năm trôi qua, nhà máy bị cháy rụi. Nhưng mẹ của bạn nhìn thấy tiềm năng của bạn. Bà ấy biết bạn có đầu óc khoa học nhạy bén. Vì vậy, bà ấy thu dọn đồ đạc của bạn, buộc chúng vào ngựa và cùng bạn kéo ngựa vượt 1.200 dặm qua dãy núi Uran để đến một trường đại học ở Moscow. Ở đó, thay mặt bạn, bà ấy cầu xin một cách nghiêm túc, nhưng họ vẫn từ chối bạn. Vì vậy, cùng với mẹ, bạn đạp xe thêm 400 dặm nữa đến St. Petersburg để đến ngôi trường nơi cha bạn đã tốt nghiệp với tư cách là một nhà khoa học. Và nếu may mắn, hoặc sự kiên trì tột độ, họ đã chấp nhận bạn làm học trò. Mẹ của bạn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, đã chết ngay lập tức. Nếu bạn đang thực hiện trí tưởng tượng của mình như tôi đã nói với bạn, bạn có thể cảm thấy mình mắc nợ mẹ rất nhiều và mong muốn rất sâu sắc để đảm bảo rằng bạn đạt được điều gì đó xứng đáng với những hy sinh mà mẹ đã dành cho bạn. Và có lẽ đó là một trong những lý do tại sao Dmitry Ivanovich Mendeleev trở thành viên ngọc quý của khoa học Nga và là một nhà lý thuyết đã cách mạng hóa cách chúng ta nhìn thế giới. Mendeleev đã dành rất nhiều thời gian trong phòng thí nghiệm khi còn là sinh viên, nghiên cứu lĩnh vực hóa học mới đang phát triển. Anh ấy đã làm việc với tất cả các nguyên tố mà bạn có thể làm việc vào thời điểm đó, và kiến thức của anh ấy đã mang lại cho anh ấy những hiểu biết độc đáo về các đặc tính của chúng. Những hiểu biết đó sẽ có ích. Tất cả hãy tưởng tượng chúng ta lại là Mendeleev. Tôi thích làm điều đó. Và rằng chúng ta biết rất nhiều thứ về hóa học mà bạn biết đấy, chúng ta chưa biết. Nhưng chúng ta đang tưởng tượng. Đó là những năm 1860 và khoảng 60 nguyên tố đã được nhân loại biết đến. Và hầu hết khối lượng nguyên tử của chúng cũng được biết đến. Vì vậy, Điều đơn giản nhất chỉ là sắp xếp chúng theo thứ tự trọng lượng nguyên tử của chúng. Nhưng thật thú vị, bởi vì bạn là một người thông minh, đã nhận ra rằng những mối quan hệ quan trọng nhất dường như không liên quan gì đến trọng lượng nguyên tử. Liti, Natri, Kali và Rubidi đều cực kỳ dễ phản ứng với Clor, Flor, Iod và Brom. Berili, Manier, Canxi và Stronti đều tương tự nhau, nhưng ít phản ứng hơn. Nhưng với một cuộc kiểm tra nhanh, bạn và một số nhà hóa học khác nhận ra rằng có một mối quan hệ giữa các trọng lượng nguyên tử, nhưng nó tuần hoàn. Khi bắt đầu danh sách các nguyên tố, các đặc điểm lặp lại sau mỗi 7 nguyên tố. Bây giờ chúng ta biết rằng nó có 8 nguyên tố, nhưng vào những năm 1860, các nguyên tố được nghiên cứu dựa trên khả năng phản ứng của chúng. Vì vậy, các khí hiếm không phản ứng vẫn chưa được phát hiện. Vì vậy, chu kỳ xảy ra mỗi khi khối lượng của các nguyên tố tăng lên. Sự lặp lại bắt đầu ít định kỳ hơn một chút, mặc dù nó chắc chắn vẫn còn đó. Nó chỉ là không hoàn hảo. Một số đồng nghiệp của bạn, họ đang nói, chà, cuộc sống là như vậy. Đó là sự lặp lại hoàn hảo ngay từ đầu. Nhưng sau đó trong danh sách, nó trở nên mờ hơn một chút. Nhưng bạn đã không nghĩ vậy. Bạn trở nên bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo của tính tuần hoàn. Bạn viết ra tên trọng lượng và tính chất của các nguyên tố trên thẻ. bạn đặt chúng trên bàn của mình, sáu trộn chúng, xé chúng ra từng mảnh trong sự thất vọng. cho đến một ngày bạn nhận ra rằng, đơn giản là bạn đang thiếu những quần bài. các con số không hoạt động, không phải vì ý tưởng của bạn có gì đó không ổn, mà vì đơn giản là một số nguyên tố vẫn chưa được khám phá. được củng cố bởi cái nhìn sâu sắc này, bạn chen những khoảng trống vào bảng và mọi thứ đột nhiên rơi vào vị trí hoàn hảo. Chu kỳ 7 nguyên tố cho hai hàng đầu tiên với hydro trong danh mục riêng của nó. Chu kỳ 18 nguyên tố cho hai hàng tiếp theo. Bạn chắc chắn rằng bạn dự đoán được thuộc tính của những nguyên tố còn thiếu này. Và khi một nhà khoa học người Pháp đến và nói rằng trên thực tế ông ấy đã phát hiện ra một trong số chúng, bạn sẽ tranh luận với ông ấy, nói rằng bạn đã phát hiện ra nó trước tiền trong tâm trí của mình. Và khi bạn thấy dữ liệu của anh ấy và nó không khớp với dữ liệu của bạn bạn xuất bản một bài báo nói rằng dữ liệu của anh ấy cho nguyên tố mới mà anh ấy phát hiện là sai đó là mức độ chắc chắn của bạn về khung lý thuyết mới tuyệt đẹp này mà bạn đã tạo ra và bạn biết điều thực sự điên rồ là gì không bạn đúng dữ liệu của anh chàng người pháp đó đã sai bạn chưa bao giờ kiểm tra nguyên tố mà anh ấy phát hiện ra lại biết về nó nhiều hơn anh ấy bởi vì bạn là mendeleev bậc thầy của các nguyên tố. Được rồi, chúng tôi đã hoàn thành việc tưởng tượng trong tập phim này. Các nhóm khác nhau mà Mendeleev đã xác định có rất nhiều nhóm giống nhau mà chúng ta nghiên cứu ngày nay. Bắt đầu từ bên trái, chúng ta có các kim loại kìm mềm, sáng bóng, cực kỳ phản ứng. Thực tế là chúng phản ứng mạnh đến mức chúng phải được bảo quản trong khí trơ hoặc dầu để ngăn chúng phản ứng với khí quyển. Các kim loại kiềm không muốn gì hơn là loại bỏ một electron và tạo thành ion dương hoặc cation. Và chúng luôn vui vẻ tán tỉnh một cô gái hấp dẫn từ phía bên kia bằng. Vì vậy, tất nhiên, vì chúng phản ứng mạnh nên bạn sẽ không tìm thấy những khối lượng lớn của chúng trong tự nhiên. Thay vào đó, các nhà khoa học phải chiết xuất chúng từ các hợp chất chứa chúng. Tiếp theo, bạn có các kim loại kiềm thổ, kim loại phản ứng nhưng không phản ứng như các kim loại kiềm tạo thành cation với hai điện tích dương thay vì chỉ một. Canxi được hiển thị ở đây, trải qua một phản ứng rất giống với natri với nước, chỉ chậm hơn một chút và tạo ra ít nhiệt hơn một chút. Khu vực giữa của bảng được tạo bằng kim loại chuyển tiếp. Đây là những kim loại mà bạn nghĩ là kim loại, với sắt, niken, vàng và bạch kim. Phần lớn các nguyên tố là kim loại, chúng khá kém phản ứng, dẫn nhiệt tốt nhưng quan trọng hơn đối với chúng ta là dẫn điện tốt. Chúng dễ uống, có thể uống còng, tạo hình và đóng thành tấm. Và chúng cực kỳ quan trọng trong hóa học. Nhưng nhìn chung lại giống nhau một cách đáng ngạc nhiên. Ở phía ngoài bên phải, ngay phía sau khí hiếm, các halogen tạo thành một tập hợp các khí cực kỳ phản ứng, tạo thành các ion âm hoặc anion với một điện tích âm và thích phản ứng với các kim loại kiềm và kim thổ hình chữ nhật giữa các halogen và các kim loại chuyển tiếp chứa một nhóm phân tán đặc biệt của kim loại á kim khí và phi kim những kẻ này không kết thúc ở dạng ion trừ khi bạn thực hiện hành động rất mạnh và bắt đầu bắn các ion khác vào chúng vì vậy nói chung hơi nhàm chán ở khu vực này mặc dù có rất nhiều hóa chất hữu cơ cộng hóa trị thú vị mà chúng ta sẽ tìm hiểu về nó sau ở bên dưới trên hòn đảo nhỏ của riêng chúng là lanthanic và actinic, những kim loại phần lớn chưa được khám phá vào thời của Mendeleev, vì chúng giống nhau đến mức gần như không thể tách chúng ra khỏi nhau. Và cuối cùng, ở phía ngoài cùng bên phải cũng chưa được khám phá khi Mendeleev xây dựng biểu đồ của mình. Các khí hiếm hoàn toàn không phản ứng. Giống như nhiều nhà khoa học bị ám ảnh khác, Mendeleev chưa bao giờ nghĩ rằng mình đã hoàn thành công việc của mình. Vì vậy, ông đã giữ nó lại trong một thời gian chỉ xuất bản nó như một phần của cuốn sách giáo khoa hóa học mới mà ông đang nghiên cứu để kiếm tiền mà ông ấy cần. Và cũng như nhiều khám phá khoa học khác, đã có một số người khác nóng lòng theo dõi khám phá này. Có tới 6 người đã công bố về tính tuần hoàn của các nguyên tố gần như cùng thời với Mendeleev, nhưng có một vài điều khiến ông khác biệt. Đầu tiên là ông ấy nắm rõ dữ liệu hơn bất kỳ ai khác và đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu một lý thuyết mà nhiều người cho rằng đó chỉ là một trò đùa nhỏ thú vị thứ hai là ông nhận ra theo một cách mà không ai khác làm được rằng ý tưởng về tính tuần hoàn có những hậu quả sâu rộng có vẻ như anh ấy có niềm tin sâu sắc vào tầm quan trọng vũ trụ của những gì anh ấy đang làm gần như là niềm đam mê tôn giáo mendeleev tin vào chúa nhưng ông cũng tin rằng các tôn giáo có tổ chức là những con đường sai lầm dẫn đến không thể biết được dẫn đến không thể biết được bản chất của tự nhiên tôi thích tin rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy đã nhìn thấy một mô hình thần thánh nào đó trong các bản của mình đây là phỏng đoán thuần túy và như chúng ta đã biết tính tuần hoàn của các nguyên tố là một hiện tượng vật lý đó là một chức năng của các electron theo một số cách khá đặc biệt nhưng chắc chắn không phải là thần bí nhưng chúng ta sẽ đến với thực tế vật lý đặc biệt đó trong tập tiếp theo bản tuần hoàn mà chúng ta biết và yêu thích là một cách hiểu và sắp xếp vũ trụ như nó tồn tại. Nhưng hình thức của cái bản đó không phải là cố định. Thực sự, một người cùng thời với Mendeleev đã hình dung ra chiếc bản được đặt trên một con vít hoặc hình trụ với các phân tử quấn quanh từ bên này sang bên kia. Trong khi bản của Mendeleev trông giống như một tấm bản đồ treo tường, thì de Chancourtois, một nhà địa chất, lại hình dung ra một quả địa cầu nhiều hơn. Thật không may cho De Saint-Couture, không nhà xuất bản nào có thể tìm ra cách in bản 3D hình trụ của ông. Và vì vậy, ông đã xuất bản bài báo của mình mà không có biểu diễn đồ họa về hình trụ tuần hoàn của các nguyên tố, và nó phần lớn bị bỏ qua. Tôi đoán hồi đó họ chưa có giấy thủ công. Thành thật mà nói, bản tuần hoàn của chúng ta như hiện tại, nó thực sự hơi không hài lòng với chính nó. Các Lantanic và actinic thực sự nên là một phần của bản nhưng chúng ta tách chúng ra. Và thực sự sẽ tốt nhất nếu bản tuần hoàn bao quanh thành một vòng tròn, sao cho flo, neon và natri đều nằm cạnh nhau, thay vì ở hai phía đối diện của bản đồ, vì chúng chỉ cách nhau một proton. Tuy nhiên, sự đóng góp của Mendeleev mạnh mẽ hơn so với lúc đầu người ta tưởng. Cuối cùng, anh ấy đã thành lập một hướng dẫn để giúp các nhà hóa học tương lai hiểu được những thứ sẽ không được khám phá trong 25, 50, thậm chí là 100 năm. Thật vậy, sau khi các lý thuyết của Mendeleev được công bố và chấp nhận, cộng đồng khoa học đã kêu gào tại sao, tại sao, tại sao. Và mặc dù bản thân Mendeleev không quan tâm đến vấn đề này, nhưng ông đã thực sự phủ nhận sự tồn tại của các nguyên tử hoặc thực sự là bất cứ thứ gì mà ông không thể nhìn thấy bằng chính đôi mắt của mình hóa ra câu trả lời cho câu hỏi tại sao đầu tiên là electron đó là những electron nhỏ lén lút nhưng bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu về chúng trong tập tiếp theo của series phim về hóa học của trí thức nhân loại cảm ơn bạn đã xem tập phim hóa học này nếu bạn đang chú ý thì bây giờ bạn đã biết câu chuyện bì Đác đẹp đẽ và tuyệt vời của dmitry mendeleev cách ông sắp xếp các nguyên tố vào bản tuần hoàn một số điều cơ bản của các mối quan hệ trong bản đó tại sao mendeleev nổi bật so với các đồng nghiệp của mình và làm thế nào mà chiếc bản như chúng ta biết ngày nay có thể cập nhật một số cải tiến